kênh của mình nha. À, chúc mọi người xem video vui vẻ và nhiều sức khỏe anh em nha. Thì à, bữa nay nói chung là mình làm cái clip này để cùng với lại anh em thảo luận cũng như là đưa ra những cái phương án để mà mình khắc phục cái tình trạng nước hồ cá mà nó bị vàng anh em. Thì à, khi mà mình nuôi cá coi anh em thì nói chung là anh em mình ai cũng vậy thôi, ai cũng muốn là nước hồ cá mình nó trong nó đẹp. Nhưng mà nhiều khi nó có những cái yếu tố à, nó làm cho nước hồ cá mình nó bị vàng á thì nếu mà anh em không khắc phục á, thì để lâu ngày nó sẽ ảnh hưởng đến cái tình trạng cá anh em nha cũng như là cái chất lượng nước á thì nói chung là khi mà mình nói đến cái nước bị vàng á thì anh em có thể kiểm tra nha mình kiểm tra bằng mắt thường cũng được rồi có nghĩa là thí dụ như anh em thấy nước mà nó không được trong nó ngã nó có cái hiện tượng mờ mờ á anh em thì anh em có thể là lấy cái ly anh em múc lên thì anh em nhìn trực tiếp vô thì anh em cũng sẽ thấy nó bị xanh và bị vàng thì thường là mấy anh em mới chơi á thì thường hay bị những cái tình trạng này và cái cách khắc phục á thì nhiều khi là mình mới anh em thì nhiều khi mình cũng không biết nó làm như thế nào thì ngày hôm nay sẵn mình làm cái clip này mình cũng chia sẻ với lại anh em ba cái nguyên nhân chính nó làm cái tình trạng nước hồ cá côi của mình đó nó bị vàng và cái cách để mà mình khắc phục anh em nha thì cũng giống như những clip trước thôi ở đây mình chia sẻ nó chỉ dành cho những cái hồ từ một khó đổ lại thì anh em tham khảo anh em nha những cái hồ lớn thì nó sẽ không phù hợp với lại cái cách của mình anh em nha thì khi mà nói đến cái vấn đề nước bị vàng á nó sẽ có ba nguyên nhân mà mình sẽ nói cái nguyên nhân đầu tiên thì cái này nó cũng ít gặp nhưng mà nó cũng sẽ có anh em nha đó là do cái thức ăn thì thức ăn thì mình thấy có nhiều anh em á, cho ăn thức ăn á, anh em cho ăn nó quá nhiều đi giống như mình thấy anh em thải nó một lần quá là nhiều rồi nhiều khi cá nó xuống nó ăn anh em nó ăn rồi không hết á cái thức ăn nó còn tồn động trong hồ anh em thì như anh em biết rồi nhiều khi thức ăn nó có cái độ đạm nhiều hoặc là nó có cái màng á cái màn anh em cho ăn mà thức ăn nó còn dư á anh em thấy cái nước nó hay có cái màn màn á đẹp màn dầu á thì anh em cho nó ăn dư nhiều quá thì nó còn tồn trong cái hồ mình á rồi lâu ngày nó sẽ làm cho cái nước mình bị ô nhiễm nó bị vàng nước anh em nha thì cái này cái cách khắc phục của nó thì cũng rất là đơn giản thôi thì để mà cái thức ăn nó không ảnh hưởng đến cái chất lượng nước nó không làm cho nước mình bị vàng á thì mỗi lần cho ăn anh em cho ăn cái số lượng nó đầy đủ nha có nghĩa là mình không có cho nó ăn nhiều quá mà cũng không phải cho nó ăn ít quá anh em nhắm chừng mà cho ăn khi nào mà nó ăn hết sạch trong hồ mà mình cảm thấy cá mà nó vừa đủ rồi thì thôi anh em đừng có thải một lần mình thấy có nhiều anh em cho ăn thải một lần mấy nấm luôn á nó quá nhiều nhìn cái mặt nước là thấy thức ăn không cho nên là cá nó ăn không hết còn lại á nó dễ dơ lắm mà anh em biết là cái thức ăn mà khi mà nó dơ nó còn dơ hơn là cái 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 phân của con cá nữa đó anh em nha cho nên là khi nước của mình á mà nó bị vàng mà do cái thức ăn á mà anh em cho ăn tồn động quá thì anh em cần kiểm tra lại cái cách mà mỗi lần mình cho ăn nha anh em điều chỉnh lại cho ăn như thế nào như thế nào mà nó hợp lý nó vừa đủ nó không dư mà nó cũng không thiếu để tránh cái tình trạng thức ăn nó làm cho nước mình bị vàng anh em nha thì cái trường hợp này thì mình nghĩ nó cũng có cũng có làm cho nước bị vàng nhưng mà nó rất ít anh em nha thì cái trường hợp thứ hai đó là do cái bộ lọc có thể là do cái bộ lọc của anh em cái cách xử lý cái hoạt động của nó chưa hiệu quả nó làm cho nước mình xử lý chưa được tốt anh em nó làm cho nước bị vàng có thể là cái cách uh, ống thông mình đi chưa đúng hoặc là những cái vật liệu lọc á anh em sắp xếp nó chưa hợp lý thì nó xử lý nước chưa được tốt anh em thì nó ảnh hưởng nó cũng làm cho nước mình bị uh, vàng do là cái hệ vi sinh nó không phát triển được anh em đó là nó làm nước bị vàng thì cái cách khắc phục của nó thì có thể là anh em có thể là điều chỉnh lại có thể là cái ống thông mình điều chỉnh lại rồi mình có thể sắp xếp hoặc điều lọc lại hoặc có thể là cái bơm của mình nó quá yếu hay là như thế nào đó anh em điều chỉnh lại thì anh em có thể là kiểm tra thì khi mà nói đến cái bộ lọc á, mà mình muốn biết nó hoạt động tốt hay không là tầm kể chừng 3 bốn tiếng là mình biết anh em kể chừng 2 tiếng đến 4 tiếng là mình biết cái bộ lọc mình nó hoạt động tốt hay không đi nếu mà cái hồ của anh em nó tầm một khối mà anh em sử dụng cái máy của mình á, là 7.000 thì muốn biết có hiệu quả hay không chỉ tầm từ 2 cho đến 4 tiếng đồng hồ là mình kiểm tra mình sẽ thấy được là cái nước mình có hiệu quả hay không anh em nha thì nếu mà anh em thấy nước mình nó chưa có được tốt mà anh em điều chỉnh cái bộ lọc mình lại rồi mà anh em sau 2 4 tiếng á 2 đến 4 tiếng mà anh em kiểm tra anh em thấy nước mình nó trong hơn thì cái đó là khẳng định một điều là cái bộ lọc của anh em nó đang hoạt động có hiệu quả anh em nha còn nếu mà anh em điều chỉnh rồi mà anh em thấy 2 đến 4 tiếng mà cái nước mình nó vẫn bình thường như vậy Chứng tỏ là cái bộ lọc mình nó đang có vấn đề Từ cái ống thông, từ cái cách sắp xếp vật liệu lọc mà cũng có thể là do cái bơm mình cái công sức yếu Nó cái nó, nó nói chung là cái tải của nó yếu anh em Thì nó cũng xử lý nước, nước không được tốt anh em nha Thì nếu mà nước mà nó bị vàng rồi nó không được trong do cái bộ lọc thì anh em cần xem anh em điều chỉnh lại cái bộ lọc mình Có thể là mình chế hay là mình làm như thế nào đó để mà cái bộ lọc mình nó hoạt động hiệu quả anh em nha thì cái cách mà cái trường hợp thứ hai mà do cái bộ lọc nó làm nước bị vàng á, thì cái này nó cũng là tương đối là phổ biến anh em nha thì nếu mà bộ lọc nhà anh em mà thấy nó hoạt động chưa hiệu quả thì anh em có thể là điều chỉnh lại từ cái bơm cái vật liệu lọc cho đến cái ống thông mình điều chỉnh nó cho nó hợp lý để nước mình xử lý được tốt hơn anh em nha và cái trường hợp thứ ba thì cái trường hợp này là mình thấy nó rất là phổ biến luôn mà hầu như là anh em nào mà nuôi cá ngoài trời á thì một chục người là đều gặp hết cái trường hợp này anh em nha thì cái nước mà bị vàng á, thì thường nếu như nó không phải thức ăn nếu nó không phải do bộ lọc mà nó bị vàng á, là do là cái hồ ngoài trời anh em nó sẽ bị nhiều hơn so với lại cái hồ trong nhà giống như mình đó là nó bị tảo anh em nó bị tảo thì cái tảo á, nó sẽ làm cho nước của mình bị vàng như là bị xanh đó anh em tảo thì nói chung là đa phần nó sẽ có hại cho nước hồ cá cho nên là khi mà anh em phát hiện mà nước hồ cá mình nó bị tảo á thì anh em cần xử lý nó kịp thời nha mình để lâu quá nó ảnh hưởng đến cá anh em nó bị nhợt màu nè rồi nó bị bệnh đó. lâu ngày cá nó không có còn sung nó sẽ cái màu nó nhợt lắm nó 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 nhạt lắm nó không có như bình thường đâu thì cái cách mà kiểm tra thì khi mà anh em múc nước lên anh em kiểm tra đó thì cái tảo là anh em nhìn vô anh em sẽ thấy nước mình nó màu xanh nó ngã sang màu vàng đi đó vàng vàng xanh xanh đó là anh em biết là nó bị tảo rồi thì cái trường hợp mà nước hồ cá của anh em mà nó bị tảo á thì không có cách nào khác đó là anh em phải cần cái sự can thiệp của đèn UV có nghĩa là cái đèn UV á, là nó sẽ chuyên về trong cái vấn đề diệt tảo với là diệt vi khuẩn đó, anh em thì khi mà hồ nước của anh em nó bị tảo nó bị vàng á, thì anh em đi ra tiệm cá đó anh em chỉ cần nói cái cái diện tích hồ cá mình có nghĩa là dài bao nhiêu và cái thể tích của nó là bao nhiêu lít nước giống như 1.000 lít rồi cái chiều dài nó bao nhiêu rồi đó anh em nói cho cái tiệm cá thì người ta sẽ bán cho anh em cái cây đèn UV nó phù hợp với lại cái cái kích thước của cái hồ nước hồ cá của anh em anh em nha đó là về mình chỉ cần sử dụng đèn UV thôi thì sau 1 đến 2 ngày là những cái tảo của mình á nó sẽ bị tiêu diệt và nước của mình nếu như có bộ lọc anh em mà xử lý tốt á thì nước của mình nó sẽ trong anh em nha. Đó thì giống như là anh em thấy là cái hồ của mình á là hoàn toàn là mình không có sử dụng uh, vi sinh mà mình cũng không sử dụng đèn UV luôn. Do là mình may mắn là hồ mình trong nhà anh em cho nên là mình chỉ sử dụng cái bộ lọc chế của mình thôi. Thì đa phần là cái nước mà nó bị vàng á thì nó bị tảo á là giống như hồ anh em ngoài trời thì bị nhiều thì khi mà ngoài trời mà hồ anh em bị tảo nước bị vàng bị xanh á thì anh em mua đèn UV anh em sử dụng anh em nha và cái câu hỏi mà mình thấy có nhiều anh em trên hội cũng như là trên uh, mạng á, hay nói chung là tranh luận với nhau rất là xa nổi đó là cái đèn UV khi mà mình mua về để mình diệt tảo á thì mình bỏ ngăn nào nó sẽ hợp lý thì có nhiều anh em thì sẽ nói là để ngăn bơm có nhiều anh em cũng nói để ngăn lập thì uh, À, theo cái quan điểm riêng của mình, nếu mà cái đèn UV mà anh em mua về sử dụng á, anh em nên bỏ là anh em nên bỏ ngăn lắng nha Theo mình anh nên bỏ ngăn lắng Tại vì cái nước của anh em á, cái đầu tiên khi mà nó được qua là nó qua ngăn lắng Thì mình muốn là cái đèn UV anh em bỏ vô ngay cái chỗ này để nó xử lý đầu tiên luôn Có nghĩa là cái ngăn lắng này á là nó chứa phân, nó chứa những cái tạp chất thức ăn như thừa hoặc là những cái vi khuẩn như lại tảo anh em thì khi mà nước từ bên hồ chánh nó qua thì cái ngăn lắng anh em để cái 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 đèn uv vô nó sẽ tiêu diệt luôn nó tiêu diệt những con vi khuẩn luôn thì khi mà nước từ cái ngăn lắng nó được xử lý rồi nước sạch nó qua những cái ngăn lọc thì bên cái ngăn lọc á thì nếu mà mình bẻ bỏ đèn uv vô cũng được chứ phải không nhưng mà nó, nó rất là nóng nó có cái tia uv anh em nó làm cho cái vi sinh của mình không có phát triển được hoặc là anh em để vô ngăn bơm thì cũng không được nhiều khi là à, cái đèn uv nó nóng quá hoặc là những cái tia cực tím của nó đó rồi cái máy bơm của mình hút mạnh anh em nó chuyển qua cái hồ chánh thì nhiều khi nó cũng ảnh hưởng đến cá thì theo mình nghĩ là anh em để là anh em nên để ngăn lắng nha anh em nên để ngăn lắng thì không phải là mình nói để ngăn lắng thì cái đèn uv nó không ảnh hưởng đến vi sinh nó sẽ ảnh hưởng nhưng mà nó sẽ ít hơn so với lại là mình để bên ngăn bơm cũng như là ngăn lọc anh em nha thì cái này là theo cái quan điểm riêng của mình thôi theo quan điểm riêng của mình là anh em nên để ngăn lắng thì cũng có thể là anh em có thể là theo những anh em khác là mình để ngăn lọc hoặc là ngăn bơm nhưng mà mình khuyên anh em là nên để là để ngăn lắng tại vì ngăn lắng là cái nước nó rất là dơ vi khuẩn nó nhiều và cái tảo của nó là từ bên hồ chánh nó qua đầu tiên luôn cho nên là anh em tiêu diệt nó đầu tiên luôn rồi nước sạch nó sẽ qua ngăn lọc nó sẽ được xử lý rồi nó sẽ qua ngăn bơ qua ngăn bơm bơm nó sẽ trả về hồ chánh thì theo mình như vậy nó sẽ là hợp lý anh em nha thì nói chung là mấy bữa nay là mình thấy có nhiều anh em trên hội cũng như là trên uh, nhóm của mình nè hay hỏi cái tình trạng nước bị vàng á mà không biết cách khắc phục á. Thì nếu mà ở nhà anh em á mà nào mà nước đang bị vàng thì anh em cần kiểm tra trong ba cái nguyên nhân này. Nó rất là phổ biến thì có nhiều nguyên nhân nó làm cho nước hồ cá mình bị vàng lắm anh em. Nhưng mà ba cái mà mình chia sẻ với lại anh em là nó phổ biến, một là do thức ăn thì khi mà thức ăn nó làm cho nước bị vàng thì anh em cần điều chỉnh lại có nghĩa là anh em cho nó ăn vừa đủ thôi đừng có để dư quá anh em nha và cái trường hợp thứ hai đó là bộ lọc của mình có thể là nó xử lý nước chưa được tốt thì anh em cần điều chỉnh từ ống thông từ cái cái bơm rồi từ đến cái vật liệu lọc anh em sắp xếp và cái trường hợp thứ ba đó rất là phổ biến đó là bị tảo hồ trong nhà giống như mình cũng có khả năng bị tảo anh em nha chứ không phải là trong nhà không có nhưng mà một khi nó bị tảo rồi thì chắc chắn một điều là anh em phải sử dụng đèn UV để nó diệt tảo và nó diệt vi khuẩn thì theo mình đèn UV anh em nên bỏ trong cái ngăn lắng anh em nha thì nếu mà ở nhà anh em kiểm tra mà trong ba cái trường hợp này nếu mà có cái trường hợp nào đó thì anh em có thể là xử lý theo cái cách của mình nha thì nếu mà anh em xử lý theo cái cách của mình thấy nó hữu ích thấy những cái mình chia sẻ anh em thấy nó hữu ích thì anh em nhớ nhấn like đăng ký kênh ủng hộ mình anh em nha rồi cảm ơn mọi người đã xem clip của mình nha chúc mọi người thành công anh em nha